Vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Hôm nay Phạm Huấn xin trân trọng giới thiệu đến anh chị cái dòng sản phẩm, đó là một cái bộ lưỡi cắt sắt này của thương hiệu Lion này. Một hộp này của nó thì là 50 con. Anh chị em mua thì em bán lẻ thì từ 10 chiếc trở lên nhá. Đấy, thì từ em bán lẻ từ 10 chiếc trở lên. Anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này, em sẽ cắt thử cho anh chị xem nhá. Đây. Da cực kỳ là ngon luôn, sắc bén dễ cắt luôn. Phần lưỡi da rất là phẳng đẹp này. Đó, anh chị thấy không? Rất là ok luôn. Đây, bên em bán từ 10 chiếc trở lên. Anh chị em các bạn có nhu cầu thì có thể mua test thử sản phẩm thoải mái luôn. Đó, mọi nhu cầu mua sắm anh em các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên tấm biển trên màn hình đây. Xin chào, hẹn lại anh chị ở video sau nhé.